Thế giới game là nguồn cảm hứng của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ phải không ạ? Và nắm bắt được nhu cầu thị trường cũng như là mang đến định hướng mới cho các bạn trẻ yêu công nghệ thông tin. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp thầy Đoàn Văn Vấn. Và em chào thầy ạ, rất cảm ơn ngày hôm nay thầy đã đồng ý tham gia buổi phỏng cùng với ICT Hà Nội. Vậy thì để bắt đầu cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, em có thể hỏi thầy một câu hỏi được không ạ? Mình sẽ một ngày làm việc của thầy thường bắt đầu như thế nào ạ? Thì một ngày làm việc của mình thì thường là bắt đầu từ 8 giờ sáng là mình sẽ dậy và bắt đầu là chuẩn bị kế hoạch là lên công ty để thực hiện cái việc là xây dựng phát triển những cái dự án mà mình đang do vào trong. Thì ngày và kết thúc là khi 5 giờ, việc của mình là chương ty đến 5 giờ và tiếp theo mình đi gọi là đi dạy thêm các bạn các khóa lập trình ngắn hạn ở tại ICT. Thầy có vẻ là một người rất là bận rộn ạ. Vậy thì cơ duyên nào của thầy để đến với nghề lập trình ạ? Thì khi mà mình bắt đầu thì mình cũng như các bạn khác thôi, cũng từ nông thôn ra thì cũng chưa biết lập trình là gì cả. Thì thi với một số điểm thì cũng gọi là khá thì được vào trường giới thiệu là mình học ở trường học viện quân sự. Đây thì sau đó thì mình theo ngành hệ thống thì là cái cơ duyên đấy, là chúng ta đi theo một đường là cứ học và lên lập trình thôi, chứ không có cái cơ duyên bất ngờ gì cả. Thế thưa thầy, là thầy có thể nói qua về khóa học cũng như là khái niệm cơ bản về game engineering không ạ? Thì trước khi nói về khóa học ấy thì mình cũng trao đổi một chút là về cái thị trường game Unity cũng như là cái giáo trình của các trường đại học bây giờ họ đã cập nhật đến cái việc là đưa game vào trong cái giáo trình giảng dạy của các trường. Thế thì thị trường game bây giờ thì các thiết bị điện tử, máy tính này, điện thoại thì nó phổ cập đến tất cả mọi người rồi, nên thị trường game rất lớn. Thì Việt Nam mình cũng update để không tụt hậu, là để xây dựng ra như kiểu là ở thị trường Việt Nam thì có một số cái công ty game như là Vinagame hay là OneShot gì đấy, thì họ cũng đã phát triển game được một cơ số năm rồi. Thì để không lạc hậu thì chúng ta cần phải là tìm hiểu và tiếp cận sớm đến cái thị trường game hay gọi là game Unity, tiếp cận sớm để chúng ta không có cái quá bỡ ngỡ khi mà tìm hiểu đến nó. Thì mục đích khóa học của chúng ta là sẽ đưa những cái kỹ năng cơ bản để các bạn có thể tự xây dựng ra được con game mong muốn của các bạn. Vậy thì khi mà học cái khóa học này ấy, thì có cần cái kiến thức đầu vào cơ bản nào và nó dành cho đối tượng và mục tiêu khóa học là gì ạ? Thì khóa học của chúng ta sẽ cung cấp cho nhiều cái đối tượng. Thứ nhất là đối tượng mà các bạn mà định hình là có niềm đam mê thôi, có nghĩa là chỉ thích game thôi, thì chúng ta sẽ có những cái giáo trình phù hợp với những bạn đấy để làm sao các bạn đi từng bước một và hiểu được khái niệm game, xây dựng con game. Đấy, còn lại những cái khái niệm liên quan đến vào những cái đối tượng như kiểu là đã có nền lập trình, giả sử như là C++ hay là C# hay là C# gì đó, thì chúng ta sẽ có những giáo trình để các bạn đấy là làm những con game mà nó với những cái xử lý nó cao cấp hơn. Đấy, cao cấp hơn. Vậy thì thưa thầy, những bạn mà chưa có cái khái niệm gì về lập trình cũng như là chưa có kiến thức nền tảng gì thì sẽ gặp khó khăn gì khi mà học khóa học này? Thì khi mà như người mới thôi, khi mà chúng ta học vào bất kỳ cái mới gì đấy thì chúng ta sẽ gặp khó khăn là chúng ta chưa hiểu nó gì, chưa hiểu là cần cái gì xây dựng nó. Thì để mà học được game thì chúng ta cần phải biết là game chia ra thành hai dạng là game back end và game front end. Game front end chính là những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy trên khi chơi một game, đấy là xây dựng giao diện này, nhân vật như thế nào, hình ảnh màu sắc như nào. Đó, còn game back end là những thứ xử lý. Thì game back end nói về một cái ngôn ngữ lập trình. Unity chúng ta là nói lập trình là C#. Đấy thì các bạn phải cần học được là C# là gì. Sau đó thì cái việc là biết xử lý hành động cho những cái đối tượng, cho những cái sự kiện ở trên con game của chúng ta. Đó. Vậy thì có yếu tố nào đặc biệt để có thể quyết định trở thành một lập trình game như là đi sau khóa học này không? Thì cái việc là làm game thì nó khác so với những cái lập trình như web hay các lập trình ứng dụng khác, là game thì chúng ta phải có thật sự đam mê. Đó. Và cái việc là tư duy logic. Đó. Khi mà học game ấy, nó cũng giúp chúng ta tăng cái khả năng tư duy logic lên nhé. Đó. Nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta phải cần có cái tư duy logic về cái game đó là gì. Chúng ta đã từng chơi game hay là chúng ta đã từng đọc qua về game nó như thế nào ấy, thì khi mà tiếp cận thì chúng ta sẽ hiểu là nhân vật nó sẽ di chuyển nào, bối cảnh của con game nó sẽ như nào, đấy, ý tưởng nó sẽ làm sao. Có nghĩa là ý tưởng và tư duy nó rất là quan trọng. Dạ. Mặc dù Unity có thể làm được nhiều thứ khác ngoài game, tuy nhiên thì về sự logic và tư duy lập trình, Unity khá khác so với việc lập trình web hay là ứng dụng đơn thuần khác. Vì vậy thì có thể thấy việc đam mê chơi game và tạo ra game bằng chính dòng code của mình sẽ là động lực lớn cho nhiều học viên, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác.
thầy có thể nói qua để lộ trình để trở thành một Unity developer được không ạ? Thì để mà là trở thành một cái game developer ấy, thì chúng ta cần phải có là cái việc là chúng ta phải học được những cái như là ngôn ngữ, là ngôn ngữ C# Unity đấy, ngôn ngữ C# để chúng ta biết được là cái C# syntax và cái xây dựng cái source code C# nó như thế nào. Cái hai nữa là chúng ta phải học được cái việc là chúng ta đưa những cái nhân vật của game object, game 2D hay 3D vào trong Unity như thế nào, và chúng ta làm animation các thứ cho nhân vật nào, xử lý va chạm đó. Thì đấy là một số thứ mà chúng ta phải lộ trình, chúng ta phải kinh qua hết thì chúng ta mới trở thành một game developer được. Hiện tại thì em đang thấy rất nhiều bạn trẻ có ước mơ muốn trở thành lập trình viên nhưng lại chưa dám làm và cũng chưa dám thực hiện. Vậy thì với một cương vị là một người đã đào tạo ra nhiều người làm nghề thì thầy có lời khuyên nào dành cho các bạn không ạ? Thì cũng như mình chia sẻ thì mình đã trao đổi cũng như là có cái sự trao đổi với các bạn một số cái trường đại học như kiểu là MIT ấy, thì giáo trình của họ bây giờ là cập nhật hết để dạy những cái về game rồi. Nên là khi mà các bạn chưa có cái nền tảng ấy, thì gặp những cái môn như kiểu là game game ở trong FPD nó rất là khó. Vậy thì để mà chúng ta, khi mà mình nói về những cái bạn mà chưa vào đại học hoặc là những cái bạn mà đang trên đại học nhưng mà chưa học đến cái môn đấy nhé, thì cái vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu trước, vì một cái kỳ học nó quá ngắn và những cái kiến thức hàn lâm ấy thì nó không có sự là thực tiễn lắm đó. Thì chúng ta phải cần là xây dựng học để làm sao chúng ta hiểu nó trước, để khi mà gặp những vấn đề đấy chúng ta không gặp trở ngại quá. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em cảm thấy có rất nhiều kiến thức thú vị và hấp dẫn về cái game Unity này. Và em tin rằng là trong tương lai nó sẽ trở thành một trong những ngành nghề hấp dẫn. Vậy thì thay mặt cho ICT Hà Nội, em xin cảm ơn thầy đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và em kính chúc thầy luôn giữ được sức khỏe và đam mê với nghề ạ. Cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ.